Hôm nay thầy giáo xin giới thiệu cái phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm và thi thử môn tiếng Anh trình độ A1, A2 trên phần mềm hình thức trắc nghiệm .vn hỗ trợ học viên ôn thi tuyển công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức. Học viên có nhu cầu gọi điện cho thầy giáo thạc sĩ Lê Văn Quang theo một trong hai số trên màn hình 094-3078-123 hoặc 0912-5956-54 để được hướng dẫn đăng nhập vào phần mềm. Các em xem video của thầy hay và bổ ích nếu chưa chọn nút đăng ký. Thì hôm nay hãy chọn nút đăng ký để nhận được video bài giảng mới và xem video bài giảng theo từng mục. Trên phần mềm còn có hệ thống câu hỏi trắc nghiệm môn kiến thức chung và môn tin học nữa. Học viên có nhu cầu hãy gọi điện cho thầy giáo Thạc sĩ Lê Văn Quang theo một trong hai số màn trên màn hình. Hôm nay thầy giáo sẽ giới thiệu cái phương pháp thi thử môn tiếng Anh trình độ A1 A2 trên phần mềm. sau đây thầy giáo sẽ minh họa luôn đó là cái phương pháp thi thử môn tiếng Anh trình độ A1 A2 trên phần mềm. Chúng ta khởi động cốc cốc hoặc Google Chrome ở trên máy tính hoặc trên điện thoại sau chúng ta gõ cái hình thức trắc nghiệm vn tên viết liền nhau và không có dấu hình thức trắc nghiệm vn thì nó ra cái giao diện trên màn hình như này thì chúng ta muốn vào cái mục nào chúng ta kích chuột vào mục đó thí dụ như chúng ta kích chuột vào mục số 4 môn tiếng Anh này chúng ta nhập ký danh và mật khẩu chú ý mật khẩu phân biệt ký tự hoa ký tự thường và à, mỗi một học viên là một mật khẩu các em không cho bạn được và mật khẩu không dùng chung được nếu các game cho bạn thì mật thì bạn nó chiếm quyền đăng nhập vào phần mềm các game sẽ mất quyền đăng nhập vào phần mềm và nếu các game mà đăng nhập nhiều môn thì phải thoát thoát ra khỏi môn này thì mới vào môn khác hoặc đăng nhập trên nhiều thiết bị thì chúng ta phải thoát ra khỏi thiết bị này thì mới vào thiết bị khác thì phần mềm thông minh nó quản lý theo nickname zalo của các em thí à, dụ như các em à, đăng nhập vào à, máy tính ở nhà à, muốn vào máy tính cơ quan chúng ta phải thoát ra máy tính ở nhà thì chúng ta mới vào máy tính cơ quan được và phải thoát máy tính ở cơ quan chúng ta mới đăng nhập vào phần mềm của máy tính ở nhà. Và đăng nhập trên điện thoại chúng ta phải thoát ra thì chúng ta mới đăng nhập trên máy tính được. Sau đó chúng ta chọn login để đăng nhập vào phần mềm để tiến hành chúng ta để ý trên màn hình có cái hướng dẫn, giao diện màn hình có hướng dẫn đây. và ban đầu bước 1 là các em học câu hỏi trắc nghiệm về ngữ pháp trình độ A1 A2. sau đó các em học câu hỏi trắc nghiệm về đọc hiểu cho trình độ A1, A2. Sau đó chúng ta tự học câu hỏi trắc nghiệm cho điền từ đục lỗ ở trình độ A1, A2. Sau đó chúng ta học câu hỏi trắc nghiệm cho sắp xếp câu, hoàn thiện câu trình độ A1, A2. Sau khi chúng ta nắm tốt rồi, chúng ta thi thử ở trình độ A1. chúng ta làm tốt rồi, chúng ta sẽ tiến hành thi thử trình độ A2. Thì sau đây thì giáo minh họa cái phương pháp làm bài thi thử trắc nghiệm môn tiếng Anh trình độ A2. Chúng ta kích chuột vào mục số 1 đây chẳng hạn này đề thi thử môn tiếng Anh trình độ A2 thời gian làm bài 30 phút trên 30 câu và xem kết quả theo tỷ lệ phần trăm gồm có 3 loại câu hỏi câu hỏi ngữ pháp câu hỏi đọc hiểu và câu hỏi điền từ ba ba loại câu hỏi trọng tâm chúng ta kích chọn mục số 1 này sau đó chúng ta kéo con trỏ xuống phía dưới để chúng ta chúng ta kéo con trỏ xuống phía phía dưới này để chúng ta thực hiện chọn cái thực đơn thực hiện đề thi sau chúng ta chọn start sau đó là chúng ta tiến hành thi thử chúng ta đọc cái câu hỏi là question đây thế loại câu đây là loại câu ngữ pháp à, điền vào cái từ chấm chấm đây à, một trong bốn phương án a b c d d à, ví dụ chúng ta chọn vào b chẳng hạn nếu chúng ta lại thấy rằng là chọn b chưa chưa ổn chúng ta lại chọn à, chọn a chẳng hạn à, thì nó cho phép chọn đi chọn lại mà à, vì hết thời gian làm bài chúng ta không làm được mà chúng ta luôn muốn nộp bài sớm thì chúng ta chọn finish ở góc tay trái màn hình, Đấy, tương tự như vậy chúng ta sẽ kích chọn vào. ở à, đây thầy giáo đang giới thiệu phần mềm thôi. chúng ta kích chọn ra văn B chẳng hạn, vân à, vân. À, chúng ta cứ kéo xuống thì đến đây à, chính là à, đọc câu hỏi, đọc hiểu đây này. À, đây là đoạn văn, chúng ta phải đọc cái đoạn văn này. À, à, chúng ta có thể là dịch nhanh, à, dịch lướt cũng không cần chính xác lắm. chúng ta dịch à, theo cái nghĩa của, của những người à, không không phải là à, chuyên ngữ à, tiếng Anh thì chúng ta dịch theo nghĩa là công chức viên chức để chúng ta hiểu được cái đoạn văn này sau đó chúng ta sẽ chọn cái đáp án chúng ta đọc câu hỏi question ở đây Đấy, đây là loại câu hỏi sau đó chúng ta chọn a b c à, à, ở, ở dưới này Đấy, tương tự như thế chúng ta lại đọc lại cái đoạn văn ở trên chúng ta đoạn đoạn văn ở trên là có rồi mà chúng ta đã đọc rồi thì thì có thể không cần đọc lại à, mà chúng ta đọc câu hỏi question ở đây Đấy, sau đó chúng ta lại chọn đáp án À, A, B, C, D Thì đây là loại câu hỏi đọc hiểu à, Tương tự như thế Chúng ta thấy rằng là tương tự Đây là loại câu hỏi điền từ Hay là đục lỗ này Thì chúng ta đọc đây điền vào cái dấu cái dấu chấm chấm này à, Chúng ta đọc cái đoạn văn này Chúng ta cũng nếu mà vốn từ tương đối tốt Chúng ta cũng dịch lướt đi Rồi à, sau đó chúng ta đặt câu hỏi à, Đặt thêm vào cái từ chấm chấm đây Thì Đây là cái loại dấu dấu chấm sao Thì chúng ta chọn A, B, C, D à, từ nào thích hợp vào cái dấu chấm sao này à, của cái, cái, câu hỏi 16 này Đấy. còn các cái cái đục lỗ này từ từ chúng ta lại chưa tính đến phải chưa chưa hỏi đến mới hỏi đến cái dấu chấm sao này thôi chúng ta kích chuột vào ABC D tương tự như thế thì đến loại đục lỗ thứ hai chúng ta tìm cái dấu chấm sao này đây nó lại chúng ta điền dấu chấm sao này à, mỗi một câu là có một cái chấm sao này thôi à, chúng ta lại chọn ABC D ở dưới này Đấy, sau đó chúng ta lại thấy cái dấu chấm sao là nó để di chuyển xuống đây Chúng ta chọn là BCG đây. Đấy. Đấy. Tương tự như thế là dấu chấm sao đây. Chúng ta sẽ chọn về. À, đọc câu hỏi và chọn. Đấy. Chúng ta lại đọc cái dấu chấm sao ở đây. à, chấm sao ở đây. Sau đó là à, chúng ta à, chọn câu hỏi. Đấy. Đọc câu à, Chọn cái từ à, phù hợp với cái dấu chấm sao ở trên. Ở cái lỗ trên ấy. đấy. Đấy. Tương tự như vậy. Chúng ta lại tìm đến cái dấu chấm sao ở đây. Để chúng ta à, chọn à, một trong phương án a b c d để điền vào cái dấu chấm sao ở trên. À, tương tự như vậy, à, cứ như thế, đây đây là cái loại câu hỏi. Đấy, tương tự như thế, các em sẽ chọn các em điền vào Đấy, các cái cái phương án a b c cho cái dấu chấm sao à trong cái câu hỏi của đề thi thử. Đấy, các em chú ý đây dấu chấm sao đây này. Đấy, các em chú ý. Đấy, thì như vậy chúng ta muốn nộp bài sớm, thì chúng ta muốn nộp bài sớm chẳng hạn, à, chúng ta sẽ chọn vào finish, à, finish ở bên góc tay trái màn hình sau đó là chúng ta kéo xuống phía dưới thì chúng ta thấy nộp bài kết thúc nộp bài kết thúc thì phần mềm nó sẽ trả lời cho chúng ta được bao nhiêu phần trăm số câu trả lời đúng ở đây ở trên đây và vì sao đúng ở các loại câu ngữ pháp câu nào đúng nó sẽ có màu xanh câu nào sai nó có màu đỏ và các em những câu ngữ pháp thì các thầy dạy ngoại ngữ là giải thích vì sao đúng nó nằm ở trên nền vàng thì đây là à, vì sao đúng đây thì đây là vì sao đúng các thầy giữ thích trên nền vàng Đáp án đúng là ở đây Đấy, Các em chú ý thế tương tự như thế Thì các em đi tìm các cái câu để ta rút kinh nghiệm à, Vì sao đúng, vì sao sai Đấy, Thì các em chú ý đây là cái câu này trả lời đúng này Thì nó có màu màu xanh đây Đấy, Các em chú ý câu đó là trả lời đúng này. Câu trả lời sai nó có màu đỏ đây Đấy, Thì như vậy là các em sẽ nắm được từ đó nỗ lực cố gắng Để chúng ta học tập tốt hơn Đấy, Các em kích chuột vào cái mục này hoặc chúng ta nhìn trên cái bảng này thì chúng ta biết được những câu trả lời xanh, màu xanh nên nó đúng và câu trả lời sai nó sẽ có một đỏ. Để các em chú ý như thế, chúng ta kích chuột vào cái mục này để tiếp tục học cái mục khác và kết thúc phim làm việc với phần mềm. Các em kích chuột vào góc phải trên cùng màn hình, chọn nút thoát để chúng ta thoát ra khỏi phần mềm. Đấy, như vậy, cái quá trình thi thử môn tiếng Anh, trình à, độ A1, A2 trên phần mềm hình thức trách nghiệm.vn thì đã giới thiệu xong à, cho các em cứ ôn đi ôn lại cho nhân nhuyễn và chúng ta thi thử xem coi mình ở mức độ nào để từ đó chúng ta nỗ lực cố gắng để học tập tốt hơn để kỳ thi chính thức diễn ra chúng ta qua được cái môn ngoại ngữ để chúng ta có cơ hội dự thi vòng 2, đó là vòng chuyên ngành thì giáo chúc các em thành công